Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 7. Thiếu niên nghĩa hiệp. Hòa thượng sanh trưởng trong một gia đình bần nông nên không có tiền để đi học, cam chịu thất học ở nhà đi làm công. Ngài cũng làm qua nghề buôn bán. Trong lúc tuổi đời còn nhỏ, nhưng khi làm việc gì cho ai, Ngài đều làm không giống người thường. Hòa thượng kể: "Tôi sanh ra trong một gia đình nghèo khổ. Gia đình có một mảnh ruộng để cày cấy, nhưng chỉ đủ nuôi sống trong một năm. Cho nên đến lớn tuổi, tôi mới được đi học. Lúc 13 tuổi, tôi đi cắt lúa với người anh. Thí dụ như cắt lúa cao lương, anh tôi cắt phần nửa là 3 hàng. Nếu cắt 6 hàng là cắt hết luống. Tôi nhỏ hơn anh tôi 5 tuổi mà tôi cắt hết nguyên luống, trong khi anh chỉ cắt được phần nửa. Tôi chỉ là đứa nhỏ mà cao lương thì cao nghệu, thật là không dễ cắt. Không ai dạy tôi cắt. Trước tiên tôi xem người ta cắt cao lương ra sao là tôi có cách của tôi. Tôi giang cánh tay ôm thành một bó to, rồi một hơi cắt luôn mười mấy bụi mà không hao sức. Chỉ một lát là tôi đã cắt hết nguyên luống ruộng cao lương. Cả người lớn cũng không cắt được nhiều như vậy. Nói tóm lại, tôi đều làm nhiều hơn họ. Vào thuở 13-14 tuổi, tôi thích đứng cưỡi trên lưng ngựa và rất ham học võ thuật. Tôi có một con ngựa. Khi cưỡi ngựa, tôi không phải cưỡi trên lưng nó mà đứng trên thân ngựa để cho nó chạy, không biết sợ là gì. Tôi còn cảm thấy mình còn nhỏ mà dám đứng cưỡi ngựa như thế, khiến cho nhiều người nhìn ngút mắt oai phong làm sao ấy. Có một lần, gặp một người đang coi tôi chơi trò cưỡi ngựa và phản ứng tự nhiên, tôi cũng quay đầu lại nhìn người đó. Không ngờ tôi lập tức bị tông vào một cây thật lớn ở phía trước và té nhào xuống đất. Cũng may là không bị thương tích gì. Con ngựa của tôi đúng là ngựa quý. Khi tôi bị té, nó đã tức khắc dừng lại, còn mau hơn thắng xe nữa. Rồi nó đứng ngay tại chỗ không rời một bước. Lúc nhỏ, tôi thích coi tiểu thuyết, nhất là xem tiểu thuyết nghĩa hiệp như Tam Quốc Chí hay Liệt Quốc. Tôi đã đọc qua Thất Kiếm Thập Tam Hiệp, Thất Hiệp Ngũ Nghĩa. Tôi xem xong các bộ tiểu thuyết này thì cũng như xem phim chưởng vậy. Các nhân vật kiếm hiệp hiện ra từng màn trong đầu tôi. Người này cầm đao, người kia cầm kiếm, tôi đều nhớ hết nội dung cốt truyện. Tôi thuộc nằm lòng và có thể đọc lại cho người khác nghe bất cứ lúc nào. Tại sao tôi lại làm được như vậy? Là vì tôi rất chuyên tâm. Tôi đọc Tam Quốc Chí tới đoạn Quan Công bị giết, tôi khóc luôn 3 ngày. Bởi tôi cảm thấy Quan Công là người trung nghĩa mà bị chết thảm như vậy, nên rất đau lòng, chịu không nổi mà rơi nước mắt. Nhà tôi không có đèn điện, dùng đèn dầu cũng rất tiết kiệm. Vậy tôi đọc tiểu thuyết vào lúc nào? Tôi đem sách ra ngoài sân, sự đọc nhờ ánh sáng của tuyết, hoặc đốt một cây nhang, rồi dùng đầu nhang xà coi từng hàng chữ một. Lúc đó tôi cũng làm nghề buôn bán và hùn vốn với người ta để làm ăn. Nhà tôi vốn có 5 hướng đất, ở đông bắc 1 hướng bằng 10 mẫu. Các anh tôi giữ không được những mẫu đất đai này nên bán đi hết và chia nhau tiền bán đất đó. Tôi được chia 5.000 mấy đồng. 5.000 mấy đồng vừa tới tay tôi, tức thì anh em kết nghĩa với tôi là Triệu Hoài Đức, Thiệu Quốc Tài liền rủ tôi hùn vốn làm ăn với họ. Họ nói rằng 5.000 đồng của anh trong tương lai có thể kiếm vào tới 50.000 đồng. Số tiền này sẽ sanh ra càng ngày càng nhiều hơn. Họ rủ buôn bán cái gì đây? Bán mì, bằng cách cán bột mì và xắt ra sợi bằng máy, rồi qua ngày hôm sau đem mì sợi ra chợ bán. Ngoài ra cũng bán bột mì mua từ huyện Ngũ Thường tới Lạp Lâm bán, rồi mua giày ngột lạp ở Lạp Lâm đem tới bán ở huyện Ngũ Thường. Đây là lối làm ăn nhỏ. Lúc đó tôi không biết thế nào là mắc, thế nào là rẻ, thế nào là kiếm được tiền lời, thế nào là không có tiền vô. Tôi đều không hiểu nổi những chuyện mua bán này. Họ tới dụ ngọt tôi đem 5.000 đồng giao cho họ, nhưng họ chẳng bỏ ra đồng xu cắt bạc nào, rồi dùng 5.000 đồng của tôi làm vốn mua hàng. Họ chỉ chờ lấy tiền lời.
Trong chuyến làm ăn đó, tôi làm việc gì? Tôi điều khiển máy trộn bột mì và sắt thành sợi, rồi qua ngày hôm sau còn phải ra chợ đặt một cái thùng bày mì ra bán từng cân một như vậy. Có khi bán hết, có khi bị ế ẩm, bán không hết thì phải làm sao? Tôi bèn mang mì đó tới hội đạo đức, còn dư bao nhiêu thì bố thí bấy nhiêu. Chắc là lão Dương Thiện Nhân, tức là ngài Dương Phụng Nghi, vị sáng lập ra hội đạo đức Hiển Linh, nên ngày nào chúng tôi cũng bán ế, còn dư rất nhiều. Vì vậy, hội đạo đức ngày nào cũng có mì ăn. Qua một mùa đông, mì không còn, vậy Ngột Lạp cũng bán hết, nhưng lại không có tiền vô. Họ nói buôn bán bị lỗ lã, nên qua Tết chúng tôi cũng dẹp tiệm và chia nhau số hàng tồn kho. Tôi được chia cái gì? 3 đôi giày Ngột Lạp. Vào thời đó, giá mỗi đôi giày này tối đa là 5 đồng. 5.000 đồng vốn liếng, giờ đây chỉ còn sót lại vỏn vẹn 15 đồng quèn. Lúc đó tôi cảm thấy không có tiền cũng rất tốt, vì còn đỡ hơn có tiền mà không làm nên việc. Hội đạo đức đều dạy mọi người nên bỏ tâm tranh chấp, hóa tâm tham lam và viên mãn tâm lương thiện. Tôi cũng cảm nhận con người nên có lương tâm, không nên tranh, không nên tham, cũng không nên cầu, không nên ích kỷ, không tự lợi và cũng không được nói dối. Nếu như người khác gặp chuyện như vậy, y nhất định thưa kiện cho ra lẽ. Nhưng tôi không tranh chấp với người ta. Việc gì cũng thế, tôi thà chịu thiệt thòi, chứ không dành phần lợi về mình. Cho đến bây giờ tôi cũng thế. Cho nên tôi thường hay nói, tôi là người rất ngu si, những sự việc người ta không muốn làm thì tôi cứ làm. Thật là very stupid, quá ngu si. Chú thích: dày Ngột Lạp là đặc sản của dân vùng Đông Bắc. Ngột Lạp là ngôn ngữ của Mãn tộc, có nghĩa là dày làm bằng da và để chống lạnh. Ngột Lạp còn viết là Ô Lạp, Ngột Lạp là dày da địa phương người Đông Bắc mang vào mùa đông. Tục ngữ có câu: núi Quang Đông có 3 vật quý, nhân sâm, da chồn và cỏ Ngột Lạp. Trước kia người ta mang giày đều do tự làm lấy, ít khi tốn tiền mua. Nhưng giày Ngột Lạp thì ngoại lệ, vì ít ai biết làm được loại giày này, cho nên người ta phải bỏ tiền ra mua hoặc trao đổi bằng các nông sản phù khác. Ha ha ha, 问什么的说